điều gì đã làm cho Nutrilite X được nhiều người tin dùng đến như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe X được áp dụng khoa học đột phá. Thông thường, lão hóa sẽ được diễn ra theo quy trình sau: Cơ thể chúng ta với các nguyên nhân về nội sinh và ngoại sinh sẽ sản sinh ra các gốc tự do. Quá nhiều gốc tự do dư thừa trong cơ thể sẽ dẫn đến stress oxy hóa và cuối cùng làm cho cơ thể chúng ta bị lão hóa và có nguy cơ mắc nhiều bệnh tật. Các nhà khoa học Nutrilite đã nghiên cứu và kết luận rằng cần phải có sự cân bằng giữa gốc tự do và chất chống oxy hóa để có sức khỏe tối ưu. Với các kiến thức khoa học hiện nay cho biết, các chất chống oxy hóa có thể giúp trung hòa các gốc tự do và dập tắt stress oxy hóa trong cơ thể chúng ta. Đây được gọi là phương pháp bảo vệ phản kháng, nhưng thường Cơ thể chúng ta không có đủ chất chống oxy hóa để cân bằng với các gốc tự do. Các nhà khoa học Nutrilite, là những nhà khoa học đi đầu trong nghiên cứu dưỡng chất thực vật, đã ứng dụng khoa học đột phá, khám phá phương pháp bảo vệ chủ động nhờ vào một số các dưỡng chất thực vật đặc biệt giúp kích hoạt cơ chế bảo vệ chống oxy hóa tự nhiên của cơ thể để ngăn ngừa sự dư thừa các gốc tự do. Với sự kết hợp của phương pháp bảo vệ phản kháng và phương pháp bảo vệ chủ động, giúp cơ thể đạt được trạng thái cân bằng. Sản phẩm Double X ứng dụng khoa học đột phá với sự kết hợp mang tính cách mạng của các vitamin, khoáng chất thiết yếu và các dưỡng chất thực vật nhằm kích hoạt cơ chế bảo vệ chống oxy hóa tự nhiên của cơ thể, giúp chống lại các gốc tự do dư thừa và tăng cường sức khỏe. Dưỡng chất thực vật là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa. Thêm vào đó, các vitamin, khoáng chất, cũng đóng góp vào thuộc tính chống oxy hóa của sản phẩm. Tuy nhiên, câu chuyện mà chúng ta cần quan tâm ở đây, đó chính là bảo vệ chống oxy hóa chủ động với hỗn hợp PhytoProtect độc quyền được cấp bằng sáng chế. Trước khi tìm hiểu về hỗn hợp PhytoProtect, hãy cùng điểm lại khoa học dưỡng chất thực vật tiên tiến mà các nhà khoa học Nutrilite đã áp dụng bao gồm hai phương pháp: bảo vệ chủ động với các dưỡng chất thực vật đặc biệt giúp bảo vệ chủ động trước các gốc tự do trong cơ thể, bảo vệ phản kháng với các dưỡng chất thực vật chống oxy hóa, giúp dọn dẹp và trung hòa các gốc tự do trong cơ thể. Ngay sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu phương pháp bảo vệ chủ động với hành trình phát triển hỗn hợp độc quyền Phytoprotect nhé. Các nhà khoa học Nutrilite đã tiến hành hơn 20.000 thử nghiệm, sàng lọc hơn 1.000 chiết xuất thực vật, từ đó khám phá chiết xuất hương thảo nghệ và đậu fava dianta là những chất chiết xuất có thuộc tính bảo vệ tế bào tự nhiên. Nhưng khi kết hợp các chiết xuất này theo tỷ lệ nhất định trong các thử nghiệm ở phòng thí nghiệm, một sự hiệp lực đã xảy ra. Đáp ứng thí nghiệm của hỗn hợp ba chiết xuất này vượt trội hơn của từng chiết xuất đơn lẻ và hơn đáp ứng mong đợi. Ba chiết xuất thực vật kết hợp với nhau trong công thức độc đáo này được gọi là hỗn hợp phytoprotect Vậy các thành phần trong hỗn hợp Phytoprotect có nguồn gốc từ đâu? Hương thảo được canh tác hữu cơ ở nông trại chứng nhận NutriCert trong môi trường hoang dã ở vùng núi Atlas thuộc miền Bắc Maroc. Hương thảo được trồng khắp nơi trên thế giới, nhưng Nutrilite lựa chọn hương thảo trồng ở vùng núi Atlas vì những điều kiện khắc nghiệt mà cây đang đối mặt như nhiệt độ cao, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cường độ cao, ít mưa. Dưới điều kiện khắc nghiệt này, hương thảo tạo ra các dưỡng chất thực vật bảo vệ chủ động như axit Romarinic, canosol và axit canosit. Hương thảo được thu hoạch cẩn thận bằng tay bằng cách cắt cành để đảm bảo cây hương thảo vẫn còn sống nguyên vẹn. Sau đó, dùng tay tách các lá ra khỏi cành và thu nhận hoạt chất. Nghệ Chiếc xúc nghệ trong hỗn hợp phytoprotect được trồng ở các nông trại hữu cơ chứng nhận Nutriset ở Ấn Độ và Campuchia. Dưới mô hình hợp tác xã, các nông trại nhỏ này diện tích 1 đến 2 mẫu Anh tương đương 4.047 m2 đến 8.094 m2. Duy trì môi trường sống tự nhiên, hoang dã, duy trì sự cân bằng sinh thái, dùng thiên địch để phòng trừ côn trùng, nên không sử dụng thuốc trừ sâu và các hóa chất gây hại. Trước khi canh tác, củ nghệ giống phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt sau khi thu hoạch nghệ được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời để làm giàu dưỡng chất thực vật như cocuminoid thành phần hoạt chất có trong nghệ là curcumin, đậu fava dianta được canh tác hữu cơ ở nông trại chứng nhận nutricet trong môi trường tự nhiên ở tiểu bang cerrado brazil vùng sinh thái nhiệt đới đồng cỏ đa dạng với các loại cây và động vật đậu Fata Dienta mọc tự nhiên và được tìm thấy độc quyền ở vùng đất này. Tất cả quá trình thu hoạch theo các hướng dẫn nghiêm ngặt của chính phủ để duy trì tính bền vững môi trường. Hoặc chất dưỡng chất thực vật có trong đậu Fava Dienta là Westin. Để sản xuất sản phẩm Double X, tại Amway luôn hành động theo triết lý, từ hạt giống đến thành phẩm. Các thành phần được truy xuất nguồn gốc trong Double X, từ hạt giống được gieo trồng trên cánh đồng, cho đến sản phẩm thành phẩm đều áp dụng thực hành canh tác bền vững. Vai trò của các thành phần trong hỗn hợp phyto protect trong bảo vệ chủ động là gì? Trước hết, hãy cùng tìm hiểu cơ chế hoạt động của phương pháp này nhé. Mỗi tế bào trong cơ thể chứa nhiều bản sao của một cặp protein đặc biệt giúp phát hiện stress oxy hóa. Khi stress oxy hóa, các cặp protein này tách ra và một protein sẽ di chuyển vào nhân tế bào. Kế đến, protein liên kết với sen chống oxy hóa, tạo nên protein bảo vệ mới, giúp chống lại các gốc tự do dư thừa. Sau đó, protein sẽ rời khỏi nhân tế bào. Quá trình này tiếp tục thực hiện cho đến khi thiết lập được cân bằng oxy hóa. Vai trò của hỗn hợp phyto hỗ trợ cơ chế trên là gì? Đầu tiên, các dưỡng chất thực vật trong chiết xuất hương thảo giúp tạo nên một thành phần của cặp protein đặc biệt các dưỡng chất thực vật trong chiếc xúc nghệ giúp tách cập protein đặc biệt. Các dưỡng chất thực vật trong chiếc xúc đầu pha pha đi-anh-ta giúp ngăn ngừa protein thoát khỏi nhân tế bào để giúp tiếp tục tạo ra các protein chống oxy hóa. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Double X cung cấp phương pháp bảo vệ phản kháng thông qua cân bằng năm màu sắc dưỡng chất thực vật từ 22 loại trái cây, rau củ quả và thảo mộc. Đặc biệt tăng cường thành phần màu tím và đồng thời gia tăng hàm lượng chất xúc dưỡng chất thực vật. Phương pháp bảo vệ phản kháng, cung cấp hỗ trợ chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do dư thừa. Đầu tiên là chất chống oxy hóa thuộc nhóm dưỡng chất thực vật màu xanh với các chiết xuất từ cỏ linh lăng, hương thảo, cải son, bạc hà, rau mùi tây, đậu nành, cải bó xôi và tảo bẹ. Trong 8 loại chiết xuất thực vật trên, có 4 loại chiết xuất thực vật gồm cỏ linh lăng, cải son, rau mùi tây và cải bó xôi tạo nên hỗn hợp AWBS. Đây là những bột cô đặc di sản được chọn bởi nhà sáng lập thương hiệu Nutrilite Carrenbot từ công thức ban đầu và đến nay vẫn là hỗn hợp quan trọng cho sản phẩm Double X. Kế đến là các chất chống oxy hóa thuộc nhóm dưỡng chất thực vật màu trắng từ chiết xuất của đậu fava, ta và hành tây tiếp tục là các chất chống oxy hóa thuộc nhóm dưỡng chất thực vật màu cam với các chiết xuất từ cam ngọt, bưởi, chanh, quýt hồng, nghệ, cúc vạn thọ. Trong đó, các chiết xuất từ cam ngọt, bưởi, quýt hồng và chanh đã tạo thành hỗn hợp citrus, cung cấp hàm lượng lành mạnh lavonoid. Tiếp theo là các chất chống oxy hóa thuộc nhóm dưỡng chất thực vật màu đỏ với các chiết xuất từ quả acelora cherry và cà chua. Cuối cùng là các chất chống oxy hóa thuộc nhóm dưỡng chất thực vật màu tím với các chiết xuất từ nho, lý, chua đen, tiếp, cốt thảo và việt quất. Bốn loại chiết xuất trên tạo ra hỗn hợp berry. Hỗn hợp này được thiết kế đặc biệt để bù đắp thiếu hụt dưỡng chất thực vật màu tím. Đây là dưỡng chất thực vật thiếu hụt nhất trong chế độ an toàn thế giới. Theo báo cáo dưỡng chất thực vật toàn cầu, các nhà khoa học Nutrilite luôn cố gắng hết sức để tạo ra các thành phần có chất lượng tốt nhất có thể. Với phương pháp sấy truyền thống như sấy phun và sấy thăng hoa, thời gian sấy thường kéo dài lâu hoặc nhiệt độ sản phẩm cao có thể ảnh hưởng không tốt đến chất lượng sản phẩm trên các khía cạnh dinh dưỡng, chức năng và cảm quan. Công nghệ sấy tiếp xúc AWD Reproductive Window Drying giúp khắc phục được điều này và lưu giữ tốt hơn các dưỡng chất thực vật trong quá trình sản xuất so với công nghệ sấy truyền thống. Công nghệ sấy tiếp xúc AWD được dùng để chuyển đổi các dịch cô đặc thành bột, tấm hoặc vẩy sản phẩm sấy khô. Năng lượng nhiệt từ nước nóng 30 đến 95 độ C được truyền sang dịch cô đặc, được đặt thành một màng mỏng trên băng truyền bằng nhựa. Nước từ dịch cô đặc sẽ bốc hơi và bị loại bỏ bởi hệ thống rút không khí ẩm phía trên băng truyền. Sau khi được làm lạnh, sản phẩm được cạo ra khỏi băng truyền sản phẩm WIS ứng dụng công nghệ tiên tiến sấy tiếp xúc AWD cho một số chiếc xúc như hỗn hợp AWBS, hỗn hợp citrus và chiếc xúc bạc hà. Công nghệ sấy dịu nhẹ này giúp lưu giữ lại một số các dưỡng chất thực vật nhạy cảm quan trọng, màu sắc, hương vị của bột cô đặc. Bột cô đặc chứa nhiều hơn hàm lượng dưỡng chất thực vật và giảm các chất mang, từ đó làm giảm kích thước viên thành phẩm. Bên cạnh dưỡng chất thực vật đến từ 22 loại rau, củ quả, thảo mộc, sản phẩm Double chứa 12 vitamin, 10 khoáng chất, được thiết kế với tỷ lệ cân bằng, giúp hỗ trợ cho các chức năng bình thường của toàn bộ các cơ quan trong cơ thể như tim, folate, giúp duy trì mức homocysteine trong ngưỡng bình thường. Đây là điều quan trọng cho sức khỏe tim mạch. Não, vitamin E, d 6 B12 và folate cần thiết cho chức năng dẫn truyền thần kinh. Mắt Vitamin A cần thiết cho thị lực bình thường trong điều kiện ánh sáng yếu và lutein để hỗ trợ hoạt động bình thường của điểm vàng. Da Vitamin A, C, biotin và niacin hỗ trợ hình thành collagen, giữ độ ẩm và độ đàn hồi của da. Xương Khoáng chất canxi, magie, đồng, kẽm và mangan và vitamin D, C, và A tất cả đóng vai trò phối hợp trong việc xây dựng hệ xương chắc khỏe. Năng lượng, các vitamin nhóm B góp phần chuyển hóa năng lượng bình thường từ các loại thức ăn và sắt cần thiết cho sự vận chuyển và lưu trữ oxy bình thường cho tất cả các mô cơ thể. Miễn dịch, vitamin C, vitamin D và kẽm đóng vai trò quan trọng cho việc phát triển và chức năng bình thường của các tế bào bạch cầu. Tế bào Vitamin E, axit pantothenic và selen hỗ trợ sức khỏe và chức năng bình thường của tế bào. Công thức chứa hàm lượng cân bằng, phù hợp các vitamin và khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe. Vitamin và khoáng chất thực hiện hàng trăm chức năng trong cơ thể để duy trì sự sống. Chúng cùng phối hợp với hỗn hợp phytorotet và các dưỡng chất thực vật khác giúp chống lại stress oxy hóa hiệu quả. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Double X có tính thân thiện với người dùng. Kích thước viên nhỏ hơn 1 phần 3 so với phiên bản cũ, nhưng chứa nhiều dưỡng chất thực vật hơn. Điều này giúp việc uống sản phẩm dễ dàng. Thêm vào đó, sản phẩm có chứa bạc hà với hương thơm dịu và êm dịu với dạ dày. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X với công thức đột phá, cung cấp cho cơ thể đa dưỡng chất, bao gồm 12 vitamin, 10 khoáng chất, và cân bằng năm màu sắc dưỡng chất thực vật từ 22 loại trái cây, rau củ và thảo mộc. Sản phẩm chứa hỗn hợp độc quyền Phyto Rotate, hỗn hợp độc đáo các dưỡng chất thực vật từ chiết xuất hương thảo, nghệ, đậu pha va anh ta. Sản phẩm Double X giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe, nâng cao khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và giảm lão hóa cơ thể. Đối tượng sử dụng sản phẩm Double X là những người từ 12 tuổi trở lên. Sản phẩm được đóng gói hút chân không với ba màu sắc khác nhau ứng với mỗi loại dưỡng chất. Màu vàng đồng là gói đa vitamin, màu bạc là gói đa khoáng chất, màu xanh lá cây là gói dưỡng chất thực vật. Cách dùng uống hai lần mỗi ngày, mỗi lần uống mỗi loại một viên cùng với bữa ăn. Lưu ý, sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X với 12 loại vitamin, 10 loại khoáng chất và dưỡng chất thực vật từ 22 loại trái cây, rau, củ, thảo mộc. Kết oxy hóa làm gia tăng quá mức gốc tự do, làm đẩy nhanh quá trình lão hóa cơ thể. Bảo vệ chủ động với hỗn hợp Phyto -rotate. hỗn hợp cấp bằng độc quyền sáng chế Phyto gồm gậy hương thảo, đậu pha dianta hỗn hợp phyto protect cùng với vitamin khoáng chất và dưỡng chất thực vật trong sản phẩm double x giúp bảo vệ chủ động cơ thể trước stress oxy hóa bảo vệ phản kháng với cung cấp chất chống oxy hóa nhiều hơn chiết xuất thực vật có hàm lượng cao được tiêu chuẩn hóa giúp gia tăng bảo vệ phản kháng dập tắt hoạt động của gốc tự do dư thừa cân bằng năm nhóm màu sắc dưỡng chất thực vật giúp mang lại lợi ích toàn diện cho sức khỏe gia tăng thành phần màu tím để bù đắp thiếu hụt dưỡng chất thực vật trong chế độ ăn hàng ngày. Giảm 1 phần 3 kích thước viên so với phiên bản cũ, dễ nuốt, chứa hương thơm bạc hà thơm dịu và êm dịu với dạ dày.